Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2014, đoàn tập chỉ Liên Tâm Pháp do Thầy Dư Quang Châu dẫn đầu đã đến chào ra mắt, đồng thời chia tay Đại sứ Phạm Kiến Thiết, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, trước khi đoàn rời Ba Lan tiếp tục đi các nước châu Âu để đem phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo đến rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật và thắm đượm tình quê hương giữa những người xa xứ. Cùng đi với đoàn là ban chấp hành của Chùa Thiên Phúc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Đại sứ động viên đoàn tập chỉ Liên Tâm Pháp và ghi nhận việc đoàn đem phương pháp bấm huyệt độc đáo của Việt Nam đến cho bà con người Việt xa xứ đã giúp tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ở Ba Lan cũng như ở châu Âu. Đại sứ cũng chúc cho đoàn tập chỉ Liên Tâm Pháp của Thầy Dư Quang Châu lên đường gặp nhiều thuận lợi, đem được phương pháp đặc sắc này đến cho nhiều nơi. Là cơ sở khoa học của thập chỉ đạo này là hoàn toàn không có dính dáng gì tới Trung Quốc, không dính dáng gì tới Ấn Độ, mà cũng không dính dáng gì Nhật Bản, là một cái phương pháp mà bóng quyền của người Việt Nam. Cho nên đó là cái điều mà tôi rất là tự hào làm cái phương pháp mà đem ra nước ngoài. Báo cáo cái đề tài này cho Liên Hiệp và Hội Phật Giáo Việt Nam, và dưới cái tâm nguyện là muốn làm sao cho cộng đồng gần gũi nhau, đoàn kết thương yêu nhau. Cho nên tôi tự nguyện đi, cứ dự kiến là năm nay lần đầu tiên của phương pháp này thì cứ mùa hè đi ra châu Âu làm công chuyện này. Thì vừa qua thì cái phương pháp mình nó có cái là khoa học này, đơn giản mà dễ thực hiện và ai cũng có thể học được, mọi người giúp đỡ và làm gần gũi nhau nhiều. Làm sao tổ chức để cộng đồng có dịp để ngồi với nhau để mà hỗ trợ nhau, cái đó là mong muốn, mà không phải chỉ cho Ba Lan mà cho cộng đồng ở các nước trên châu Âu. Giờ cái việc đoàn của thầy sang này là đóng góp cho cái sự đoàn kết cộng đồng lên thêm, như là rồi giúp cho sức khỏe cộng đồng. Nói thật là hôm chủ thứ bảy tuần trước, phu nhân đại sứ đi học cái lớp